giới di động có giảm sóng, có giảm sóng, giảm sóng. Giảm đến 1 triệu đồng, giá giảm rất là nhẹ nhàng rồi đây. Dạ đây cũng kiểu lần đầu em lên Sài Gòn đó, nên em thấy cũng nên lần này em là về lần đầu rồi. Dạ từ nãy giờ em chạy đường này chạy cũng cỡ 2 tiếng đồng hồ. Đa dạng cho phút để đủ mỗi nước câu, đây cũng được giảm câu, giảm đến 8 triệu đồng. Giá giảm mạnh còn cho ưu đãi trả góp. Cuối tuần tốn tẩy, bộ qua tiền khách ý, còn được giảm thêm, giảm hơn một cái. Năm nay nghỉ lễ rồi đi về xe kẹt đông hơn, xe về đông hơn mọi năm.